Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với podcast của Khanh Trần. Ngày hôm nay mình có một câu chuyện muốn kể với các bạn. Đây là câu chuyện mình rất là thích, bởi vì mỗi một năm mới khi đọc nó, mình cảm thấy hào hứng và có nhiều động lực, có nhiều hy vọng. Và tôi hy vọng ngày hôm nay các bạn sẽ thích câu chuyện này. Câu chuyện có tên là Chơi lại từ đầu. Chúng ta hãy bắt đầu nhé. Mỗi ngày bạn có được trên trái đất là một lần để chơi lại. Mỗi ngày là một cơ hội lớn và cơ hội mới để làm cho đúng những gì chúng ta muốn. Mỗi ngày là một cơ hội mới để yêu thương bản thân mình và yêu thương người khác. Khi còn bé, tôi sống trong một xóm nhỏ rất đông trẻ con. Bọn nhóc chúng tôi chơi đủ trò, nhưng vì tất cả đều sàn tuổi nhau nên không có đứa nào làm trưởng nhóm cả. Mọi trò chơi của chúng tôi đều chẳng có điều lệ gì rõ rệt. Chúng tôi không lập giải thi đấu nào để ganh đua, cũng không có ai hướng dẫn hoặc làm trọng tài để tuyết còi nhắc nhở đứa nào khi chơi sai luật. Mà vấn đề là cũng làm gì có luật nào đâu. Lúc nào chúng tôi thích đặt ra các nguyên tắc thì lại tự bịa ra, và ngày hôm sau có thể lại chẳng có nguyên tắc nào được áp dụng nữa. Tất cả chúng tôi một lũ trẻ con, mỗi hôm lại chơi một cách, chỉ cần biết vui là được. Việc thắng thua cũng chẳng quan trọng, ai cũng được phép tham gia trò chơi, kể cả đứa thua bét nhè thì cũng vẫn chơi vào lần sau, vì thường thì chúng tôi chẳng bao giờ ghi nhớ tỷ số gì cả. Thỉnh thoảng chúng tôi lại chia thành những đội nhỏ, và những đội này thì cũng không cố định, cứ đứa nào có mặt trên phố thì chia bừa, nên số người ở mỗi phe cũng tương đối mà thôi. Chẳng trò gì ra trò gì, nhưng mỗi buổi chơi của chúng tôi lại đầy ắp tiếng cười, và đứa nào cũng cực kỳ là vui. Nhưng điều khiến tôi nhớ nhất không phải là kiểu chơi thoải mái cho vui đó, mà là mỗi khi có tranh cãi khi đang chơi thì mọi việc luôn lại được giải quyết bằng một cụm từ thần kỳ: chơi lại nhé. Khi tôi lớn lên, tôi nhận ra rằng rất nhiều người trong chúng ta đôi khi vẫn muốn có một giải pháp kiểu như thế: chơi lại hoặc làm lại. Tôi chắc chắn không có một ai lại chưa từng ước rằng mình có thể rút lại một sai lầm và bắt đầu lại từ đầu. Một số người thậm chí còn ước rằng họ có thể có một lần làm lại từ đầu cho cả cuộc sống của họ ấy chứ. Nhưng tôi tin rằng bạn hoàn toàn có thể có giải pháp chơi lại hoặc làm lại nếu bạn muốn. Bạn sẽ không thực sự quay ngược lại được thời gian, hoặc rút lại một sai lầm, xóa đi một lời nói tồi tệ, hoặc lật ngược lại bước rẽ sai mà bạn đã thực hiện. Nhưng bạn hoàn toàn có thể tự tha thứ cho chính mình và biết rằng những người xung quanh cũng sẽ thế thôi. Rồi bạn cũng có thể bắt lại từ chính khoảnh khắc đó và bắt đầu lại cuộc sống của chính mình theo cách mà bạn luôn mong muốn. Cho dù ngày hôm sau bạn có thể vấp lại và ngã lại, thì bạn vẫn có thể tha thứ cho mình, đứng dậy và chơi lại từ đầu. Điều đáng nhớ không phải là số lần bạn ngã trong cuộc sống này, mà điều đáng nhớ là số lần bạn tự đứng dậy để cố gắng thêm một lần nữa. Thực tế, mỗi ngày bạn có được trên trái đất là một lần để chơi lại. Mỗi ngày là một cơ hội mới để làm cho đúng những gì bạn muốn. Mỗi ngày là một cơ hội mới để yêu thương bản thân mình và yêu thương người khác. Mỗi ngày là khởi đầu cho tươi mới để sống và chia sẻ. Mỗi ngày là một lần chơi lại. Bạn sẽ tận dụng chúng nhiều nhất có thể chứ. Đây là câu chuyện của Joseph Mazzella mà tôi sưu tầm được từ rất nhiều năm trước, và mỗi một năm thì tôi lại đọc lại bài này. Lý do mà tôi có thể có được cái bài này hàng năm ấy là một lần vào năm mới tôi post bài này lên, và cứ mỗi một năm Facebook lại nhắc nhở kỷ niệm, và tôi lại đăng lại, tôi lại đọc lại, và tôi lại có cảm hứng để tiếp tục một năm mới. Tôi hy vọng câu chuyện này sẽ mang lại một điều gì đó thú vị cho bạn. Chúc bạn có một ngày tràn đầy năng lượng, tràn đầy yêu thương. Xin chào và hẹn gặp lại.